Mà sự thật xảy ra như vậy chúng ta một lần thấy đúng dùng. Nhưng tôi cần là cần một lần thấy đúng trong đời. À, là mình hết nói gì được luôn. Khi nhận ra sự thật này nó có một cái chuyện vui đó. Thấy ra sự thật cái là tự nhiên cái mình, thứ nhất là nếu mà nhìn ngoài mà dùng cái từ như trời trồng á, là mình hết nhúc nhích cái thân và không có động được cái tâm này. Khi xảy ra sự thật nha, chứ còn cái nhận hiểu như nãy giờ là nó chưa phải, là mình chỉ là tiếp tục nhận thức mới thôi. Và cứ nhận thức đúng cái đi rồi nói chuyện sau, để cho mình đừng có bị tưởng là mình dính cái này, mình tưởng là mình dính cái kia, tưởng là mình đạt cái nọ, tưởng là mình có thể tu hơn cái không tu. Đó chỉ là cái tưởng. Đừng nói tôi tu nhiều là tôi thanh tịnh nhiều. Dạ xin thưa, tưởng thôi chị à. Sự thật nó không phải vậy đâu. Tu nhiều có chừng chấp nhiều hơn đó là mới khổ quá. Tu nhiều là gì? Tu nhiều là người không có bất kỳ một cái gì dính mắc liên quan tới quá khứ và vị lai, thì người đó mới được gọi là người tu thật, tu đúng. Và nói là cái gì nữa? Nói là mình định nghĩa những cái định nghĩa cùi cùi của mình. Người tu là người gì? Đương nhiên là cái gốc nó không có dính dấp tới quá khứ vị lai rồi. Người tu là người rảnh rang, rời rảnh, rỗng rang, rời rảnh. Tự nhiên, như nhiên, rõ ràng, thông thấu. Đó, đó là cái người tu. Chứ nếu mình thấy mình là ai là mình hết rỗng rang rồi, đúng không? Mình là gì, mình làm gì, mình là gì là đã chết chắc rồi. Là thành một cái núi tu vi ngã chấp nó hiện ra rồi. Còn mà là gì, còn làm gì nữa, rồi còn được cái gì nữa, rồi còn chứng cái gì, mà còn đắc cái gì nữa, thì thôi núi chồng thêm núi. Cuối cùng nặng nề quá, thấy mệt quá, té xỉu một cái nó quên hết cái chuyện cũ. Cái hay ra sự thật là mình không có làm gì cái mình khỏe hơn, cái tự nhiên cái mình nghĩ mình không làm tiếp cái mình khỏe luôn. Phải té xỉu một lần đi, làm cho nó mệt rồi té xỉu. Hồi xưa tôi nói mắc cười vậy đó, tôi nói là nhiều khi mình cố gắng tất cả những cái khả năng vốn có của mình, nói chứ cũng làm hết tình, hết lòng, hết sức rồi, dụng công cả ngày lẫn đêm vì một đoạn đi. Và sau khi mà mình vừa làm, mình vừa chiêm nghiệm những ngày tháng sống bình thường, những cái thấy nghe bình thường hoặc là cái thấy nghe bất bình thường của mình, tất cả mọi cái mình chiêm nghiệm ra, cho tới một cái ngày nào đó mình ngồi thiền, cái tự nhiên cái mình thật sự là không còn dính được với cái gì. Mình thấy đó nha, có khi cái tâm của mình nó tới một cái tầng là mình thấy ra sự thật là đúng là mình không dính thiệt ta. Nó chỉ như vậy thôi à. Một lần như vậy thôi, một lần như vậy thôi. Ủa không có cái gì dính được cái gì thiệt hết ta. Mà cứ nghiệm đi, rõ ràng là không có gì dính với cái gì. Những cái này mình được quyền nghiệm để mình thấy ra sự thật. Sự thật nó đã là vậy rồi. Và sau những cái lần mà mình bằng kiến thức, mình bằng kinh nghiệm nha, ở đây là còn ở trần gian thì chấp nhận điều này, bằng cái kiến thức, bằng cái kinh nghiệm để mình nhận thức được cái sự thật không dính nhiễm của mình và tất cả mọi vật cái đã. Trước mắt là bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm. Và khi cái kiến thức và kinh nghiệm đủ để cho chúng ta khẳng định một cách tuyệt đối là mình vốn tự thanh tịnh, chứ mình không có là cái gì khác. Mình không có dính được cái gì và không có cái gì dính với mình. Mình muốn dính, dính cũng không có được. Đó, mình cứ trả lời những cái câu nói đó cho mình bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm đi. Tôi không cần phải làm cái gì. Cho tới một ngày mình, và cho tới những cái phút giây mà mình sống thật ở trong đời sống này, mình rõ ràng đó. Ví dụ như bây giờ mình đang ở thật ở trong cái đang nghe nè. Từng tiếng nó tự bỗng biến mất, nó dính lại, nó dính cũng không được. Người nào mà gọi là cái gì thông minh chút rồi mới nói là nếu bây giờ nói thì âm thanh nó không có tồn tại ở đây, nhưng mà về tôi nhớ lại là tôi dính. Tôi nói nhớ lại thì cũng động một niệm, chứ động lần mấy niệm, đúng không? Dù có giỏi để nhớ lại từng chữ tôi nói ở đây thì nó hiện lên lần cũng già lại gì? Là một niệm, một chữ, đúng không? Không thể hiện lên hai chữ lượt đâu á. Và nó hiện một niệm lên cái là nó cũng tự sao? Tự tan biến.
Nên phải dùng cái từ là nó tự tan biến. Thì vậy là mình muốn giữ thì cái tâm của cái người muốn giữ, vừa khởi muốn giữ, mình thấy rõ ràng là cái niệm nó hiện lên, nó tự tan biến, rồi cái người muốn giữ nó cũng biến đâu mất luôn. Niệm có phải không? Cả cái người muốn giữ và cái bị giữ đều tự tan biến nữa. Thì mình làm thêm cái gì ta? Đó, lâu lâu mình cũng phải vậy đi với mình, đúng không? Mình phải rà soát lại từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện, để mình thấy à, rõ ràng là tôi giữ cũng không được mà. Mà giữ không được mà cố giữ để làm cái gì? Thôi ngủ. Ngủ là tốt nhất. Nghỉ ngơi cho nó khỏe, nó có năng lượng. Để rồi khi mà mình mở mắt ra là mình thấy sự thật là mình nguyên một cái đêm dài tâm tối đó mình sống ở trong cái gọi là không có rõ ràng lắm, vì đã ngủ rồi nó làm mờ đi cái nhận thức, làm mờ đi cái sự tiếp xúc với duyên trần. Và vừa mở mắt ra thì nó rõ hơn là đầu tiên là mình nghe trước rồi ha, rồi bắt đầu mình thấy nè ha, rồi mình hoạt động lại trở thành người bình thường. Mặc dù trong mộng là mình thấy có nhất trong mộng của mình là mình trúng số độc đắc, hay là mình được ai cho mình nguyên một núi vàng gì đó, ôm một cái gói trình hình thức dậy thấy là cái gói chứ không phải vàng. Nhưng đó là sự thật. Sự thật của một cái khoảnh khắc quý vị sẽ chiêm nghiệm là trước khi chúng ta ngủ phải ngắm nghía cơ thể thân tâm của mình thật là kỹ, coi nó ngủ nó đi từ đâu tới đâu của thân, rồi cái tâm mình nó lắng như thế nào, để mình đi vào giấc ngủ để mình thấy được cái gọi là cái ranh giới của ngủ và thức. Hay lắm, cái điều này đã nói hồi xưa là nhiều lần rồi. Và vừa ngủ thức dậy cũng vậy, đừng có vội làm cái gì. Khi mà chúng ta vừa chuyển cái ra khỏi cái cửa của cái ngủ tới cái cửa thức, quý vị thấy nó hay lắm, từ cái mờ có bắt đầu nó sáng từ 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 cho tới khi sáng bừng, để mình nghe rõ như là bình thường, chứ hồi trong giấc ngủ nghe không có rõ. Tại vì khi mà cái thức nó đã chìm sâu tới vô thức rồi á, thì cái nhận thức của căn trần của mình nó không có rõ ràng. Và tới hồi mà tâm thức nó trồi lên để nó hoạt động trở lại thì nó sẽ nhận, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó phân biệt rõ ràng trở lại. Thì chúng ta nên đứng ở cái ranh á, ở cái ranh giữa thức và ngủ, ngủ và thức á. Chơi cái đó nó cũng vui lắm. Chơi thôi, tôi không cần phải là công phu, nhưng là chơi tức là mình nằm mình thả lỏng để mình ngắm, mình nhìn cho nó rõ mọi chuyện xảy ra của thân tâm của mình. Và khi nó xảy ra từng chuyện rồi mình cũng phải nghiệm coi bây giờ mình đứng ở góc độ dính mắt để mình xả ly đi, ví dụ vậy. Thì cũng làm hay làm ơn, làm phước nhìn coi mày dính cái kiểu gì giùm tôi đi. Chứ đừng nghe xả ly, cái là xả ly mà không có cái gì để mình xả cái gì thì mình cũng không biết mình xả cái gì, thì nó kỳ lắm. Ngồi cả tiếng hồi xả ly buông bỏ mà ủa mình ly cái gì, mình xả cái gì. Thì rõ ràng là nhiều người đang công phu họ cũng không biết họ đang xả cái gì luôn, có tin không? Ủa mình xả được cái gì ta? Xả được không? Có cái gì để xả? Đâu, tức là không có cần thiết phải xả cái gì để mình nghiệm lại coi cái chuyện xảy ra này nó có cần mình phải mất công hay không. Đó, ví dụ như đang ngồi nghe vậy đó, ví dụ đây là cái chuyện thực tế nè, đang ngồi nghe. Bây giờ mình cần phải làm gì để cho âm thanh này nó không còn không? Rồi mình phải thấy được đến sự thật là mình không có mất một chút công lực, công phu nào mà âm thanh nó hiện ra nó mất. Và trở lại cái nguyên lý là trong vũ trụ mênh mông này tất cả các pháp tánh và tướng của nó đều như nhau, hiểu không? Thì bây giờ âm thanh là một pháp, một pháp như tất cả các pháp trong vũ trụ này tánh tướng nó đều như nhau. Cho đây là cái chuyện mà thạch cũng bắn cái bắn bày nè. Thì bây giờ mình ngồi đang ở đây để mình nghe tất cả âm thanh và nghe và có âm thanh thì nghe, mất âm thanh thì nghe, mất âm thanh, có nghe âm thanh thì nghe âm thanh, nghe khoảng rỗng hai âm thanh, nghe âm thanh vân vân, tất cả những cái đó mình đều nghe một cách liên tục. Và nghe nãy giờ quá trời, ông thầy ông nói ông không có chịu nghỉ. Đúng không? Nghe hơn tiếng rồi ông cứ lẩm nhẩm hoài. Nhưng mà nhiều không? Nhớ đó mình phải giật mình lại để mình kiểm tra coi là ông nói nhiều. Nhiều không?
Vì kiểm tra kỹ là mình chỉ nghe một lần có một tiếng à, bắt đầu gom gom lại vắng cái vắng bày cho được, đúng không? Và nói một tiếng này rồi sao? Tiếng này nó cũng tự quá tán, nó tự tan biến, nó tự mất đi. Hỏi mình có làm gì để cho nó mất không? Nó không có. Đó, mình phải tự thấy như vậy chứ không phải là chấp nhận cái kiến thức người khác. Nên mình ngồi nghiệm ra rõ ràng là hồi nãy giờ mình ngồi đây mình không có làm gì hết. Ông thầy chấp ông nói tới chiều đi nữa tôi cũng không dính tiếng nào. Đó là sự thật, đúng không? Thì cái lỗ tai mà mình nghe, mình có đủ nhận định đó thì mình thấy cũng vậy, mình ngửi cũng vậy, mình nếm cũng vậy, và những cái suy nghĩ xảy ra nơi tâm mình cũng như vậy. Tại vì tất cả các pháp tánh tướng nó đều như nhau. Bây giờ tôi muốn dính dính không được, tôi muốn giữ giữ không được, và nó cũng không dính với tôi cũng không dính với nó. Vậy thì xong rồi đó, giải thoát rồi đó. Khỏi cần tu nữa. Chịu vậy không? Mình làm những cái chuyện đó rất là bình thường thôi, đừng có gì ghê gớm, đừng có làm cái gì ghê gớm hết, mình thành người bình thường. Và thực tế là đang ngồi nghe ở đây rất là bình thường, và bằng cái sự thật để mà mình chứng nghiệm cái bình thường đó là từng lời, từng âm thanh một nó hiện ra và nó tự mất đi, phải dùng cái từ như vậy. Mình không có một cái công phu nào để cho nó mất cả. Thì như vậy là đối với âm thanh mình có dính không? Không, họ có nhiễm không? Không có dính, không có nhiễm tới âm thanh. Và âm thanh như vậy thì hình sắc cũng như vậy. Mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ này đều là như thế. Đó thì mình tự kết luận để mình có một cái nhìn, cái thấy ở trần gian như thế cái đã. Và bây giờ như vậy thì mình sống sao? Có cái mục đích sống là sai tiếp tục. Đương nhiên trong cuộc sống này là mình học, mình hiểu những cái nguyên lý làm ăn buôn bán sinh sống, đó là cái chuyện mà nuôi thân để mạng gốc ở đây, tại cái chuyện của vật chất. Và khi mà mình đủ cái sáng suốt, mình thấy cái này thì coi chừng cái chuyện vật chất nó tốt hơn mình nhận thức cái sự thật này được, cái đời sống mình nó sẽ nhiều cái thăng hoa, từ vật chất cho tới tâm linh nó đi theo. Tâm linh nó chiếm 80% lận, cho nên nếu mình thấy thông thái là mọi chuyện của vật chất nó sẽ thông theo. Chứ đừng nói người tu mà là ngu ngu, không biết làm ăn, xin lỗi tôi ra tôi làm ăn số 1 luôn, đừng nói tôi ngu. Nếu muốn làm ăn, tại vì nó thông cái này rồi thì mọi thứ nó sẽ thông, những cái nhận định về sinh hoạt, bán buôn, tất cả mọi thứ đều thông. Và mình biết, mình đoán trước được sự việc, tất cả mọi thứ, tại vì cái ông này không thông thì mấy cái khác thông à. Thì bây giờ muốn thông cái gì đó thì mình phải nhận định cho đúng một cái mới được. Không có làm gì phức tạp đâu quý vị. Đừng có bao giờ là bài chuyện phức tạp, mà chuyện càng phức tạp chừng nào thì việc giải quyết càng dễ chừng đó là chúng ta thấy đúng. Hiểu chưa? Mà chuyện rất là dễ mà chúng ta rất là phức tạp để chúng ta giải quyết, cho nên chúng ta sai. Mà thật sự thì mọi thứ đều rất là đơn giản, không có cái gì phức tạp cả. Đối với tôi không có gì phức tạp. Thấy như vậy sanh tử gần như là zero liền ngay tại chỗ. Chuyện sống chết không có còn. Muốn sống khúc nào sống, rồi muốn chết khúc nào chết. Chuyện nó bình thường dần dần. Khi mà chúng ta thấy đúng thì mọi chuyện này sẽ xảy ra, tại vì vật chất đã được chúng ta thấu tận nó. Còn nếu mà mình thấy không có rõ ràng cái chuyện trước mắt và bên tai thì đừng nói tới cái chuyện dư hơi nữa. Đối với tôi nó là vậy đó. Chuyện trước mắt bên tai phải thấy đúng. Cho nên tôi nhớ một cái chuyện mà chuyện xưa nè. Năm 87 thì khi tôi ở thiền viện đó là có một cái vị thầy rất là giỏi về thiền, đang học hình như đang học Trung Quán, mà đang học Trung Quán. Thì ông thầy cũng đứng lên cũng hỏi gì câu Kinh Lăng Nghiêm, mà hỏi kiểu thiền với hòa thượng, rồi hòa thượng cũng trả lời qua trả lời lại, nhưng mà tôi thấy là có hơi thiền. Và tôi là giỏi đánh hơi lắm. Nghe hơi thiền là kể như là chiều đó là gặp thầy liền. Trời ơi, theo học đủ thứ, học vui lắm, hỏi đủ thứ, hỏi thậm chí tối quỳ gối để chờ thầy khai thị luôn mấy tháng trời. Cho tới là tháng 7 đó tôi có một cái lần thấy khác đi, không có giống cũ nữa. Là tôi mời thầy xuống một cái, hồi đó ở thiền viện có cái chòi mà có cây phượng, gọi là chòi phượng. Nó giáp giáp với thiền viện ni.
Tôi nói thầy bây giờ hôm nay tôi hỏi kinh thầy nhiều quá rồi, hỏi tu nhiều quá, hỏi đạo nhiều quá rồi, học nhiều quá rồi. Bây giờ là tôi không hỏi chuyện xa vời, tôi hỏi chuyện thực tế. Thầy không hỏi, hỏi gì? Tôi hỏi thầy thấy mấy cái trước mắt không? Nói thấy. Thầy thấy bao nhiêu cái? Một lượt là thầy thấy nhiều cái đúng không? Nói đúng rồi, một lượt tôi thấy hết rồi, nhỏ lớn hết. Tôi nói vậy thì nói cho tôi một câu, tất cả những cái thầy đang thấy, một câu thôi, nhưng câu thứ hai là tôi đạp thầy rớt dưới đất. Đứng liền. Thiền sư bị nhỏ bắt đứng. Thấy hết phải nói hết chứ đúng không? Anh thấy, anh nói anh thấy hết, mà anh nói không hết có nghĩa là anh thấy không hết. Mà thấy không hết là anh thấy không đúng sự thật. Mà thấy không đúng sự thật thì ông không bao giờ nói đúng sự thật. Đây là nguyên lý rồi. Thấy đúng như thật thì phải nói đúng như thật. Đạo Phật là thấy như thật, nói như thật, sống như thật và nói như thật. Nếu mà sự thật trước mắt mình không thấy, đừng có nói khoác. Đúng không? Cái này là mình nói rất rõ ràng, là nhiều bài mình nói tới cái chuyện này rồi. Cho nên chúng ta phải thực sự đủ cái gọi là lắng động để chúng ta hay biết cái sự thật hiện tiền này cho thật sự đúng đó. Chứ đừng có kiếm cái gì á. Và có kiếm cái gì đi nữa rồi nó cũng thành thừa á. Tất cả đều cái, mọi cái là nó thừa thải. Và những cái mà chúng ta muốn được, muốn đạt, muốn có, muốn đắc, muốn chứng, muốn cái gì đó thì nó xuất phát từ cái ảo tưởng để thỏa mãn cái ảo ngã. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Chúng ta muốn cái gì đó là do ảo tưởng của mình muốn thỏa mãn cái ảo ngã. Và như vậy thì đi thực hiện những cái mong muốn, những cái hoài bão, những cái gì đó thì tức là từng bước để làm thỏa mãn ảo ngã mà thôi. Chứ không phải là chúng ta muốn nhận định thấy cái gốc, thấy có mình là sai. Phải trở lại cái đó. Cho nên khi mà chúng ta cứ thấy đây là mình, kia là mình, này là mình, phải là mình, trái là mình, đúng là mình, sai là mình, gì gì đó là mình, khổ là mình, vui là mình, sinh là mình, tử là mình, có nghĩa là chúng ta đang lún sâu vào cái sai lầm của ảo ngã. Thì đừng có tiếp tục cái này giùm, để làm nhẹ đi. Những cái gì mà hồi xưa mình, tôi cũng nhiều khi tôi làm khó mình á. Cái gì mà nó thực hiện để thỏa mãn là mình không tiếp tục. Tại vì những cái thỏa mãn trong ăn mặc ngủ ở của mình á, tức là cái mà để phục vụ cho ngã chấp. Và nếu chúng ta được thỏa mãn nó thì sao? Là chúng ta làm dày cái ngã chấp mình thêm. Cho nên chúng ta phải làm sống để mà chúng ta không làm thỏa mãn cái ngã chấp của mình. Rồi mỗi người có một cách. Cái này là không có nguyên tắc chung, cái này không có nguyên tắc chung. Mà nguyên tắc chung là gì? Phải làm cho bản ngã mỗi giờ, mỗi mỏng, mỗi ngày, mỗi mỏng, và để nó tan thực sự trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm gì gì đó của mình. Hiểu không? Tức là mỗi thân mình thấy. Ví dụ như bây giờ là hồi xưa rồi giờ là mình rất là giỏi về hoa, cho nên mình nhìn cái là mình biết hoa nào đẹp cỡ nào, hoa nào xấu cỡ nào, hình đẹp màu nào là nó rực hơn, màu nào nó không rực hơn, ví dụ vậy. Và khi mình đứng mình ngắm hoa thì tất cả những cái kiến thức nó trào dâng lên để mình có đủ cái nhận định là đẹp là xấu ở đây. Thì như vậy là thứ nhất là chúng ta phải thấy rõ ràng là tất cả những nhận định, những hiểu biết này đều là những cái ký ức sống dậy. Và bây giờ mình muốn nhận định cho tới tận cùng cái này thì có nghĩa là gì? Là bản ngã chúng ta muốn sôi thấu cái này. Ví dụ vậy thì vậy là mình cũng phải làm sao để cho không có phục vụ cái thỏa mãn trong cái thấy của mình ở ngay này hiện tiền. Tức là mình không có phục vụ cái bản ngã nữa. Thì vậy là mình thấy nó không có cái cảm giác, không có cái cảm thọ trong cái đang thấy, hiểu không? Rồi mình thấy là thấy. Ví dụ vậy đó, mình dùng cái từ nó đơn giản, mình đã từng nghe là mình thấy là thấy. Thì cái thấy, cái hiện thực này nó không có đem ký ức ra, là chắc chắn là cái chuyện buồn thương giận ghét không bao giờ có. Và nó còn thêm nữa là đương nhiên là cái màu sắc đó, là mình có một cái thấy ban đầu là nó tự động nó đã biện biệt rồi.
Nhưng vì mình đó là môi ký ức ra thì cho nên là màu này là màu khác màu kia. Và màu này là nó thuộc xanh, màu kia nó thuộc vàng. Tức là tất cả những cái màu nó cũng đã bắt đầu môi ký ức ra thì mình không có phục vụ. Gọi là mình không phục vụ cái ngã chấp nữa. Để mình không có lôi ký ức ra trong cái đang thấy. Rồi nó là cái gì, nó là tên gì. Nếu mình xác định là mình môi ký ức ra để mình phục vụ cái thằng hỏi nó là cái gì á, thì mình không có phục vụ nó nữa. Thì vậy là nó không có tên gì, nó không có màu gì, đúng không? Thì bây giờ nó là đang là cái vị thấy, mình là cái đang thấy. Và nếu như mình khẳng định mình là cái đang thấy, nó là cái vị thấy, thì tiếp tục phục vụ ngã chấp nữa thì thôi đi, không phục vụ nữa, không có rảnh, ta không rảnh phục vụ mày nữa, kiểu nó vậy đó. Thì trong mỗi cái thấy cái nghe nó phải tới được những cái tầng mà nó phải mỏng 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 mỏng. Cái ngã nghe nó là nghe chứ nghe không phải nghe cái gì, nghe nghe ai, rồi tới là mình nghe. Và cái bị nghe nó cũng là còn hai, nếu mà còn hai là còn khẳng định mình đang nghe cái bị nghe là mình cũng phải phục vụ nó nữa. Rồi thôi đi, không phục vụ, giờ không có rảnh rồi, mệt rồi, già rồi. Đó thì mình cũng phải cho mình nghỉ ngơi chứ, mắc mới gì. Thấy là phải thấy cái gì, cái đó đẹp hay là xấu, đáng thương hay không đáng thương, đúng không? Cái đó là hay hay là dở, cái đó là đúng hay là sai. Tất cả những cái đó đều vì làm gì? Đều phục vụ ngã chấp, đúng không? Để làm gì ngã chấp là làm gì thêm sanh tử, mình không có rảnh. Bây giờ phải nói một câu là không có rảnh. Thì đừng có tiếp tục mấy chuyện thôi. Là mọi chuyện nó tự động thông lưu. Ít ra thì trong cuộc sống chúng ta phải có một cái gì đó mà mình phải đặt mình ở những cái khoảnh khắc thực sự thư thái, thảnh thơi. Và đúng cái nghĩa là mọi thứ đều và rỗng rang, đều rời rảnh, đều thư thái, đều thảnh thơi, đều tự nhiên, như nhiên, đều rõ ràng, thông lưu. Chứ nó không có cái gì ứ trệ, không có gì dính mắc. Và như vậy thì mình không có nặng nề trong đời sống này, tự làm cho đời sống mình nó nhẹ ra, nó tự động, nó bung mở, nó cởi mở ra một cách thực sự. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cuộc đời nó không còn gì để mình đáng để mình câu mâu, mình quạo vọ, mình buồn phiền, mình dính mắc được. Tự động quý vị sẽ thấy những cái chuyện mà hồi xưa mình đụng tới mình bực lắm rồi nha, nhưng mà bây giờ cười khè, vui vẻ là biết là mình xong rồi đó. Những người mà hồi xưa mình thề là sống để bụng chết mang theo, nhưng mà gặp lại cũng tay bắt mặt mừng, ngồi uống cà phê ly được. Không còn cái chuyện cũ, không nhắc. Nhắc để cười chơi thôi chứ không phải nhắc để phiền hận. Đó thì như vậy là mình biết là mình đã tháo được cái rút của mình. Tức là không có phục vụ bản ngã mình. Hồi xưa mà chọc tới tao là mày chết mày á, nhưng mà bây giờ mày chửi cha cũng được, tại vì tao không có tao. Cho nên muốn bầm tao cũng được, muốn chửi kiểu nào cũng được, tại vì không có tao như hồi xưa nữa. Đó đã hay đã. Nếu nhận định khác là mọi thứ nó sẽ thay đổi. Chứ không phải mình tu gì tại tôi thấy khác, bây giờ tôi sống khác, chứ không phải tôi tu. Không phải tôi tu mà tôi thay đổi. Nhưng mà tại vì hồi xưa tôi thấy sai, giờ tôi thấy đúng là cuộc sống tôi khác à. Và thực sự thì mọi thứ trong một chớp mắt là hoàn toàn mới. Nói chớp mắt là nó hơi bị nhiều á. Nhưng mà chuyện nó đang đã mới, nó đang mới thì mà mình lặp lại cái cũ thì đúng là thiệt á. Hồi xưa ông tổ nào ông nói là gì? Mình là con quỷ giữ mồ xưa. Ông nào cũng nói nặng lắm. Nhưng mà nghe nó cũng đúng. Cứ thích giữ cái chuyện cũ. Chuyện cũ là đã qua, đã chết, đã chôn lâu lắm rồi. Mà bây giờ là cứ giữ mấy cái chuyện cũ. Mà muốn giữ chuyện cũ là giữ những cái mồ đã chôn lâu rồi. Thành ra là mình là thuộc quỷ giữ mới giữ được mấy cái mồ cũ đó đó. Cho nên đó là mỗi lần mà mình suy nghĩ lại, cái mình nhớ lại cái lời ông này ông chửi nặng quá, lý do là tại sao ông chửi, thì mình ngồi mình mới phân biệt, mình phân tích rõ ràng là đúng là mình thuộc quỷ dữ thiệt. Đó là mình phải làm sao để cho mình nhẹ ra. Có nghĩa là mỗi người, mỗi một cái gọi là gì, mỗi cái căn cơ theo cái nghĩa đạo Phật đi, mỗi một cái thấy nhìn khác nhau, một cái kinh nghiệm khác nhau, mình sở hữu cái thân tâm khác với người khác. Thì đương nhiên là có cái cách mà mình sẽ hóa giải mình một cách riêng.
Thật sự vào chùa mà nói là tìm pháp tu thì nó nghe nó giống như truyền thống, đúng không? Nhưng mà có pháp để tu thì nó đúng với cái truyền thống. Truyền thống hồi xưa là bài thì nay làm kiểu vậy, thì mình tiếp tục, mình cứ đi theo cái truyền thống nào đó. Với tôi những cái truyền thống hình như là nó cũng không có lợi ích lắm cho đạo giải thoát. Lợi ích cho cái gì á, ở trong đời sống của thế tục thì cái đó có thể chấp nhận. Nhưng mà đạo giải thoát là không có dính tới cái truyền nào hết. Không có dính tới cái khung sáo nữa, đem khung sáo ra để đặt là điều tàn. Thì như vậy mới được, tức là mình không phải là mình muốn phá pháp thế gian, nhưng mà pháp thế gian không có ràng buộc được với cái người giác ngộ. Chúng ta phải nói ngược như vậy đó. Không phải phá pháp đâu, nhưng mà họ không có đặt vô cái khung nào được. Lý do đó mà nhìn thấy nhiều khi những cái người mà họ tự tại rồi, cái họ sống nhìn thấy, ủa sao ông thầy không giống ông thầy kia ta? Thì nếu ông thầy kia là ông thầy kia, còn ta là ta, hai thằng khác nhau. Bắt là giống, giống không được, đúng không? Mình đang nhận định người ta sao không giống người nọ, tại sao mình không nhận định là tôi, sao tôi không giống ông đó đi, đúng không? Mà cứ ra đường người này phải như vậy, người kia phải như kia, tại sao mấy người mà đầu tròn áo vuông nó không có giống nhau, nó không thế này không thế kia. Bây giờ không nói lại là sao tôi không giống ông đầu tròn đó hen. Mốt mình cứ vậy đi, lấy mình ra cái đã. Mình không thể giống được người đó thì mình đừng có bắt người này giống người kia. Tóc mình mọc nó cũng khác rồi, con mắt, lông mi, lông mày, rồi tất cả mọi cái đều không giống nhau. Mỗi người đều có một cái rất là riêng biệt. Mà hồi trước giờ mình hay nói là gì? Tạo hóa rất là đặc biệt ưu ái cho mình. Cho nên là tạo ra cái thân của mình tuyệt đối không có giống ông nào, bà nào hết đó. Mình là người số một ở trần gian này. Dứt khoát là không có theo ông nào, mình phải giữ được số một này suốt đời. Đúng không? Không có rập khuôn, không có bắt chước. Đừng có bao giờ rập khuôn. Và phải nói thẳng là đừng làm theo ai. Trên cái đạo giải thoát là đừng có làm theo ai hết á. Tại tất cả những cái làm theo đều là ăn theo. Làm theo, ăn theo và thành tựu theo. Chứ không có cái gì mà sự thật là được, phải được cái gì do sử dụng cái phương pháp gì cả. Tôi nói thật á, nếu mà sử dụng phương pháp mà được gọi là đạt ngộ giải thoát thì tôi xin lỗi quý ngài á. Cái phút mà quý ngài ngộ, quý ngài phải trở lại cái riêng thật của mình, không dính tới ai thì lúc đó mới ngộ. Còn có một cái pháp để tu, còn có một cái chỗ để có thể dụng công được là tôi chấp, không ngộ. Khi nào buông hết luôn, ngay cả những cái mình đang làm, tức là cái pháp mình đang hành, cái chỗ mình đang dụng công, nếu mình không tan biến nó hoàn toàn, mình không phải là mình thì không bao giờ mình ngộ đạo. Thưa quý vị, bất kể cái rập khuôn có bắt chước ai, vị đó là vị nào tôi không cần biết, nhưng mà còn làm theo là mãi mãi là u mê. Nói một câu nghe hơi mến lòng, phải buông xuống hết, không theo ai thì lúc đó mới mở con mắt thật của mình ra. Vì mình không còn khung sáo, không còn sự ràng buộc, không còn sự che chắn. Tức có nghĩa là khoảnh khắc đó ta chỉ là ta giữa trời không này, không có dính tới ai và không ai dính tới ta. Ta rất là tự do, tự tại, ta là người riêng, rồi thấy riêng, nghe riêng, ngửi riêng, nếm riêng. Và thực sự thì chúng ta đang sở hữu tất cả những cái riêng đó. Nhưng mà chúng ta bị áp đặt là vì tôi theo ông thầy đó, vì tôi theo cái pháp tu đó, vì tôi theo cái tông môn đó, vì tôi theo cái gì đó, cho nên tôi phải làm giống như cái đó. Dạ xin thưa, làm theo thì ăn theo, chơi cho nó vui qua ngày. Chứ mà muốn vượt thoát cái tam giới này là không có khung sáo. Có một chút khung sáo đều là sự ràng buộc mới. Có một cái chỗ mới để hành trì đều là cái chỗ chôn nhốt chúng ta. Vì vậy là chúng ta phải thấy ra một lần được mình như thế thôi. Tôi cần một lần thấy đúng, một lần thấy đúng. Mà trước đây mấy năm tôi có kể một cái mẫu chuyện về cái vụ mà thấy đúng, đúng không? Tức là có một cái một công ty nó sản xuất máy tính, nó rất là nổi tiếng, nó bán cái máy rất là đắt tiền. Trong một cái tập đoàn đó thì nó cũng hoạt động rất là tốt, mà mấy năm nó hư. Hư thì mình sẽ đình trệ công việc của một tập đoàn là kinh khủng lắm. Nhưng một ngày nó tốn rất nhiều, cho nên nó điện gấp cho cái công ty mà bán máy á.
Thì công ty đó nó nói là cái thằng kỹ sư tao nó cà chớn lắm mày ơi. Nếu mày muốn mời nó qua đó thì thứ nhất là mày phải cho nó ngủ khách sạn 5 sao cái đã. 4 sao là nó không có chơi mày, nó đi về nha. Cái thứ hai là phải ăn cho ngon. Ăn ngon, phục vụ cho nó tất cả những cái gì mà nó cần là mày phải phục vụ cho nó giùm tao đi. Mà 3 ngày nó hàng này nó ghê lắm, nó đi cái là nó nghỉ, nó ngủ, nó chơi 3 ngày nó thoải mái nó mới sửa. Thì công ty này nó cái gì tao cũng chịu hết, mày làm lẻ lẻ làm tao thì đó, dù mua vé bay nước nó bay qua. Bay qua rồi nó ngủ khách sạn, nó ăn, nó chơi 3 ngày sau. Cái là nó tới ngày nó nói thôi giờ hư gì để sửa dắt đi theo. Mà nó không đem đồ nghề nữa, nó chỉ lận con cái búa nhỏ à. Vô đi vòng vòng, nó cũng không mất thời gian gì nhiều, nó đi thẳng là chỗ đó cái nó gõ cái bụp máy hoạt động là kia nó trời đất ơi, mày gõ có một cái mày ăn mấy ngày nay khách sạn 5 sao rồi, nó kia nó nói ê tụi bay sao không gõ được vậy như tao đi, cái quan trọng là tao gõ trúng. Mày mua tao là mày mua cái gõ trúng chứ mày đâu có mua cái tay nghề tao đâu. Tao gõ trúng cái mọi thứ hoạt động mà. Đó, cho nên là cái chính xác trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm mình mà mình phải chính xác được một lần thì mọi cái nó vận hành tốt đẹp. Đây cũng là một cái câu mà vui vui hài hài của thiền, đó là một câu chuyện thiền rất là hài, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái người mà viết câu chuyện này đúng là cái người có trí, trúng cái mới được. Còn không là suốt đời mình có làm lung tung để làm rối mình. Thật ra là hồi xưa là cái lúc mà đầu tôi hướng dẫn ngồi thiền thôi chứ chưa có nói là giảng dạy. Tôi nói quý vị mà không có tới lui đây liên tục mỗi ngày và xuyên suốt 3 tháng thì tôi không chỉ cái phương pháp ngồi, tôi còn không dám chỉ luôn á. Hiểu không? Tại vì khi mà bắt chân lên ngồi rồi cái tư thế ngồi rồi hít thở, xả thiền, tất cả mọi cái đều phải thực sự là chuẩn. Thì ra cái câu mà gì bài kệ tọa thiền là chánh thân đoan tọa, chánh là phải chính xác và đúng đắn. Lệch một mãi tơ tư thế ngồi thì coi chừng nó sẽ lệch khí, mà khí đã lệch thì cái vận hành quyết nó sẽ lệch và tâm nó sẽ lệch, nhận định chúng ta cũng sẽ lệch. Nó chứ đừng nói chuyện chơi, không có giỡn tư thế ngồi đâu. Với tôi quan trọng tư thế ngồi tuyệt đối. Đó, vậy tôi phải như vậy. Nhưng mà mất công lắm. Tại vì đêm nào cũng theo dõi rồi cũng điều chỉnh, rồi phải sửa, rồi thấy nó ngồi cong rồi phải sửa lưng, sửa vai, sửa đủ thứ. Tôi thì cái tật làm biến kỳ cục lắm. Lặp lại lần thứ hai, mà lần thứ ba mà thấy không kết quả là tôi không có đủ sức để làm tiếp, phải không? Cho nên là dạy người đó, ví dụ như bây giờ mà đó, ngay cả tăng ni nhầm thất mà tôi nói một lần và phải thực hiện cho được, nếu không có được thì tôi làm biến chỉ nó hẹn lần sau khó gặp lắm. Ở ông chùa cũng vậy nữa, không tin hỏi mấy anh chị đâu, muốn gặp ông sư trụ trì không phải dễ. Cà chớn lắm, đóng cửa. Làm đi cái đã, tôi chỉ cái gì làm cái đó đi là tôi mở cửa tôi tiếp. Còn một lần, hai lần mà không có làm là ok thôi, thì từ đó sau là mạnh ai nó làm đi. Chứ chỉ chi, chỉ tiếp nó cũng tìm kiến thức, mà nó không có làm thì chỉ nó cũng hư à. Cho nên xin lỗi ai tới tìm gặp sư mà sư dòm mặt sư không tiếng là nó cũng có vấn đề. Thấy chỉ không làm không chỉ. Ở giống như ngày hôm qua mất cười luôn, có cái ông rượt theo trình kiến giải, không biết có ngồi đây không. Anh nói là cái gì, nó nhận được cái sự thật là tự tánh, rỗng lặng, vô tướng rồi tù luôn hết rồi. Tôi cũng mới khám bệnh trong phòng khám ra, nhưng mà nghe nói đạo thì cũng mừng, ngồi đó nghe nó giờ anh sao nó, thầy con cũng nhận được cái thực tướng vô tướng rồi. Tôi nói không, bây giờ nè anh thấy tôi không? Nó thấy. Hỏi thấy thì sao? Nó thấy mà không phân biệt. Tôi nói hay quá ha, bây giờ cái ông đang thấy tôi á, cái đang thấy giờ tôi á là hai hay là một à?
Anh không có trả lời được, không trả lời được thì tôi mới dắt xe tôi đi. Đi cái chạy theo đó thầy nó không phải hai, không phải một. Tôi nói xin lỗi ông nha, cái hồi nãy mà tôi hỏi mà ông trả lời còn không kẹo kìa. Mà tôi điên khúc rồi ông mới chạy theo. Là sử dụng tâm thức rồi, chỗ khác chơi thì không có xài cái vụ này. Nói mà còn suy nghĩ, mà suy nghĩ đem tâm thức thì cái sự thật ở cái tuệ giác nó vượt ngoài cái tầng của tâm thức, là không có cái chuyện suy nghĩ. Một sát na là phải tỏ tường mọi thứ, chứ không có cái vụ mà suy nghĩ trả lời. Có cái chị kia chỉ về chỉ chửi tôi quá trời quá đất. Chị đi đâu tự bến tay lên. Chị muốn gặp, muốn gặp thì đứng lại cho gặp. Thầy con cũng có chuyện rất là cần, con muốn gặp thầy, con đứng thưa thầy, tôi đứng lại nó nói cái gì con nói đi, con đứng suy nghĩ. Tôi nói suy nghĩ thì thổi đi, đi về quê đi. Tôi không có tiếp đâu, đừng có hòng. Đã muốn gặp tôi thì gặp nói liền, mà suy nghĩ là tức là muốn vẽ chuyện. Không có chơi. Đừng có nói gặp thầy khớp, không có, muốn gặp là không có khớp. Muốn gặp là nói liền. Mà đứng lại tôi đứng cũng khoảng 2 phút mà chị không nói câu nào. Tôi nói trời đất ơi, chị nói chị muốn gặp tôi mà gặp tôi chị còn suy nghĩ để nói thì muốn chi, là dựng cái tâm thức lên nghĩ cái chuyện gì đó nó không có thật. Người thật là nói ngay tại chỗ không suy nghĩ, đúng không? Tiếp xúc ngay sự thật là thấy đúng sự thật, nói đúng sự thật thì nghe tiếp. Còn mà đứng để mà suy nghĩ để nói thì không có rảnh để nghe, tại vì vẽ vời của tâm thức rồi là muốn nói sai sự thật rồi, mà tâm thức nó lên là chắc chắn sự thật sai. Cho nên mà nói chuyện với đạo lý là không có cái vụ suy nghĩ rồi nha. Báo trước, đứng suy nghĩ là tôi đi chỗ khác liền. Chứ suy nghĩ là bắt đầu nó tính toán, nó gì gì đó rồi. Quý vị thấy tôi nói là tôi đâu có kịp suy nghĩ đâu. Thiệt á, nó không có kịp suy nghĩ, tôi không bao giờ suy nghĩ để tôi nói trơn rồi, nó thiệt á. Không bao giờ có cái chuyện đó. Trong tất cả các buổi giảng, nếu mà dùng cái máy để đo não bộ, tôi biết liền là tôi không bao giờ động não. Không có cái chuyện suy nghĩ để nói, thưa quý vị. Nó không có cái chuyện đó, nói chuyện đạo lý mà suy nghĩ để nói, tức là rớt xuống cái tầng tâm thức rồi. Mà đã là tâm thức thì là một cái tầng thấp, không có thể nói đạo lý được đâu.